Vừa qua tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí, nguyên lãnh đạo ngành điện khu vực phía Bắc nhân dịp đón năm mới Xuân Giáp Thìn năm 2024. EVN-NPC đã bước vào năm 2023 trong bối cảnh thế giới vừa vượt qua đại dịch, một số khu vực có nhiều bất ổn, gây nên sự khan hiếm và do đó có sự đột biến về giá nhiên liệu cho sản xuất điện. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động của ngành điện. Tuy nhiên, được sự quan tâm của chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương, dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện và quyết liệt của hội đồng thành viên, EVN-NPC đã đảm bảo cung ứng điện cho đất nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có thể thấy rằng những cống hiến, những thành tích, thành quả mà cán bộ để lại, đó là một sự khích lệ, động viên to lớn đối với thế hệ cán bộ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của EVN-NPC hiện nay và về sau. Lãnh đạo EVN-NPC bày tỏ mong muốn các cán bộ lão thành ngành điện sẽ tiếp tục theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng để EVN-NPC vượt qua khó khăn, phát triển vững mạnh trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục gặt hái những thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp phát triển ngành điện, sự phát triển của đất nước.